bản thân anh ấy, cái đời anh thì được phi rồi, cái hồi đó ở ngoài Bắc ấy, tức là xã hội chủ nghĩa mà, tức là anh Anh giữ sống anh giữ room cho em chút này, em đi ra cái ngoài vậy. rồi. Ok, thì tôi nói với các bạn như thế này, cái thời gian tôi đi học ở ngoài Bắc ấy, thì năm học cấp 1 thì đóng học phí đấy, đóng phí, nhưng mà ví dụ như nhà có hai con đi học phải đóng 1.600, nhưng mà đến ba người thì phải đóng 1.200, nhưng đến học cấp 2 là không phải đóng học phí nữa, và học cấp 3 không phải đóng học phí. Vào đại học thì tôi lại được phi hoàn toàn, tức là không đóng học phí mà được tiêu chuẩn gạo, được tiền lương, sau được phiếu vải, coi như được tất cả các thứ. Coi gia đình thì chỉ có cho tiền cái lúc đi lúc về thôi, tức là đi từ ngoài trường về nhà nghỉ hè hoặc nghỉ Tết chẳng hạn, hoặc từ nhà lên trường thì gia đình cho thôi. Đấy, cái thời gian đó là phi, nhưng mà cái thời gian đó là những cái gọi là những cái cán bộ về mặt kỹ thuật hoặc tất cả các thứ ấy, thì người thiếu, cho nên là nhà nước phải lấy những cái ngân quỹ của nhà nước để mà ví dụ nuôi những cái học sinh sinh viên đi học. Đấy, cái thời gian tôi học ở cái hồi mà năm những năm 80 thì là tôi được 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 phi trường ấy. Còn bây giờ này, thì nói chung là cái nguyện vọng của nhân dân ấy, ai cũng muốn thôi, những con người ai cũng muốn phi. Nhưng cái vấn đề bây giờ ví dụ nhà nước phi cho bạn được tất cả những cái đó thì ngân sách ở đâu? Đấy, thì là bây giờ phải giảm làm đường đi, giảm trường, giảm làm những cái trường học đi, giảm những chương trình công cộng đi, thì bù đắp ở đấy. Thì bây giờ ví dụ người ta tính thì như thế nào? Cho nên là bạn Vũ Ngọc Hoàng ạ, không phải người, bạn đừng có không phải người dân sống tội nghiệp đâu. Hiện nay ví dụ người dân chúng tôi có đóng bảo hiểm đấy, hoặc là không đóng bảo hiểm chúng tôi có tiền, mà chúng tôi đi bệnh viện thì chúng tôi vẫn cứ ấy ấy thôi, cứ vẫn cứ có tiền đóng, mà con tôi đi học thì tôi vẫn cứ thoải mái, tôi có tiền đóng thôi. Nếu mà ví dụ này tôi đóng thuế rất nhiều chẳng hạn, thì là những cái chuyện đấy nhà nước thu được thuế nhiều, rất nhiều, thì cái nhà nước sẽ phi cho các bạn những cái chuyện đấy. Nhưng hiện nay tôi đóng thuế ít thì những cái tiền đấy thì ví dụ tôi đi bệnh viện hoặc là tôi đi học hành, tôi cho con tôi đi học thì tôi lấy cái tiền đó tôi cho đi, đúng không? Thì nó cũng như nhau cả. Đấy, cho nên là những cái chuyện đấy bạn phải hiểu rằng cái gì cũng là tiền của dân hết. Đúng, phi cũng là tiền của dân mà không phi cũng là tiền của dân, chủ yếu là mình cân đối như thế nào thôi. Đấy là tôi nói cho bạn Vũ Ngọc Hoàng hiểu như thế. Cho nên là bạn nói chung là đừng nói về vấn đề để phi. Đời tôi cũng đã được phi rồi, phi học đấy, 5 6 năm thì tôi học trường, 5 6 cơ bản hơn 6 năm học trường đại học, không phải đóng hào học phí nào nào cả, được tiêu chuẩn phiếu vải rồi gạo nhà nước nuôi một tháng, và dư được cái thời gian đấy là 8.000 đồng tiền học bổng. Tôi nói bạn như thế, đấy là phi. Nhưng mà vấn đề là bây giờ cái ngân sách nhà nước đằng nào cũng là tiền của mình, tiền ngân sách nhà nước cũng là tiền của dân, đúng không? Cho nên là bây giờ coi như nhà nước và nhân dân cùng làm thì là cái vấn đề tốt nhất. Thì sau này ví dụ như những nước châu Âu các bạn ở chẳng hạn, ví dụ như vấn đề Thụy Sĩ, bây giờ tôi nói đơn giản này, cái nhà nước Thụy Sĩ chẳng hạn, dân số nó có ít mà bây giờ đất nước người ta quá giàu rồi, tiền người ta thừa. Thế vừa rồi tôi thấy hình như năm ngoái chính phủ Thụy Sĩ còn bảo là tức là sẽ phát cho mỗi người dân 10.000 franc để mà tiêu, nhiều 10.000 ơi 10.000 euro để tiêu. Vì thực tế là bây giờ cái chính phủ nó có rất nhiều tiền rồi, đúng không? Cái an Giờ sinh xã hội tiền nhà quá nước dư tiền. đúng không? Bây giờ dư ra thì coi như là chính phủ thì tiền của dân, thì thôi bây giờ tôi phát cho mỗi người 10.000 franc để 10.000 euro để mà tiêu. Đấy, tôi nghe một cái thông tin ở ở bên Thụy Sĩ này như thế. Cho nên là tất cả nói chung là phải phụ thuộc vào cái từng đất nước một đấy, chứ không phải là áp dụng cái đất nước Việt Nam cho đất nước Mỹ hoặc đất nước Thụy Sĩ hoặc ở bên các bạn ở bên châu Âu, Na Uy, Đức chẳng hạn, mình không thể áp dụng được để làm sao nó hài hòa đấy. Chứ bây giờ ví dụ các bạn phi cũng được thôi, phi thì là bây giờ ví dụ ngân sách thì mà trích ra một năm cỡ khoảng 200.000 tỷ là đấy để mà phi những cái chuyện đấy. Nhưng ví dụ 200.000 tỷ bỏ ra thì tất cả những cái công trình công cộng chẳng hạn, Dạ đúng dĩ không, nhiên, thì cái mình này lại không xây phê được dĩ nữa nhiên. thì cũng bằng nhau, đúng không? Đấy, cái chuyện đấy, nhưng mà cái gì nó là ở cái tiền ngân sách nhà nước, và cái mà ngân sách nhà nước là cái tiền của dân hoặc tiền À, của nít này đóng lên thuế được của là các nhà doanh nghiệp lên, tất cả ok. thôi. Đấy, cho nên là
mình mới nói về vấn đề gọi là bạn 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 Hoàng bạn nói về vấn đề phi ấy. Thì bây giờ cái Dương tiếp lời bây giờ sang một cái chủ đề khác khác một chút đi. Thì nãy thì thấy anh Ngọc Hoàng thì thật ra những cái mà anh comment thì em muốn chia sẻ thêm thôi, chứ còn chủ đề em đây là em vẫn một số những cái thành phần trong nước họ họ nghe theo những cái lời gọi là xúi giục làm những cái trò mèo khi những đất nước sắp sửa đến ngày 30 tháng 4. Nói chung là anh nói riêng hôm nay á, anh vào cái kênh của Thượng Biển Mặn thì chính thức là hôm nay Thượng Biển Mặn nó lốc anh rồi. Thì nó nói là bây giờ này, bây giờ nhân dân các bạn bây giờ nó mới đưa một cái kế hoạch nhân dân có thích giàu không, tức là tiêu tiền tiêu không bao giờ hết, rất nhiều tiền mà không bao giờ hết, rồi các bạn đi học đi hành các thứ là không phải mất tiền, tức là không có gì thì bằng cách nào đấy, thì bắt đầu nó đưa ra mấy cái thì anh nhớ mang máng thôi. Tức là thứ nhất là từ trên xuống dưới, thấy chưa? Tức là từ trung ương cho đến địa phương không ai tham nhũng cả. Đấy. Thứ nhất là không tham nhũng. Đấy. Thứ hai là những cái người từ trên xuống dưới là có trình độ hết, hạng giỏi giang, thấy chưa? Giỏi hết. Đấy. Và cái vấn đề thứ ba nữa là hiện nay có tự do dân chủ. Đấy. Tức là đất nước tự do dân chủ. Ông tức là đấy, tức là theo cái mô hình người của mấy nước Tây Âu thì bắt đầu nó giải thích ví dụ là như thế là tiền rất là nhiều nọ kia các thứ chưa, thì mình bây giờ mình ấy này, nó anh ngẫm đi ngẫm lại cũng có một số điều nữa nó đưa ra nó nói đúng nhá, nó đúng ở cái là lên thiên đàng đấy, trên thiên đàng mới có điều đó. Bây giờ mình anh ấy vào cái anh với con măng nó bảo là bây giờ bạn chỉ tìm cho tôi một cái nước nào trên thế giới mà tất cả từ trên dưới không có ai tham nhũng, đúng không? Tức là từ trên trung ương, tức là từ trung ương đến tỉnh, đến huyện, đến xã, đến phường, đến xóm không có ông nào tham nhũng. Thứ nhất, xem một nước nào nữa là từ trên xuống dưới ông nào cũng giỏi hết, không nào là không giỏi cả. Nghĩa là cũng vì dân vì nước, tức là tất cả ông vì dân vì nước hết, không có ông nào từ về nghĩ về cái bản thân mình, tức là phục vụ cho dân nước hết. Chỉ có hai điều thôi, tôi không cần điều thứ ba, thứ bốn, dân chủ, nhân quyền không điều gì cả. Thử thử xem. Cho may ra ở cái đất nước ở đấy đấy, tức là trên thiên đàng thì may ra mới có mình có mang mấy cái. Mình có mang, mình bảo mày thế thì có khi là bạn phải tìm cái nước nào đó trên thiên đàng thôi, chứ ở tôi nghĩ là đã là con người trên thế giới thì nói chung là nó không tuyệt đối được đâu, tức là ở trên trung ương cứ khoảng một nghìn ông thì thế nào chẳng có một ông tham nhũng, đúng không? Ở huyện thì cứ khoảng 1 triệu ông thì cứ thế nào chẳng một ông coi như là cũng tí tái tí mẻ tí, hoặc là cái chuyện Dạ là học hành, đúng không? Thì nói chung là chỉ có ở trên thiên đàng, ông lên thiên đàng tỉnh thế là cuối cùng nó lốc mình đấy, cho nên là chúng nó chỉ đưa ra những cái ảo tưởng thôi, đúng không? Đấy. không có thực tế anh. Không có thực tế. Nhưng mà cái vấn đề anh thấy là một cái điểm là đã người mình nói chuyện ra thì người khác phản bác, thì mình xem lại cái ý kiến của mình nó có thực tế hay không, nó Đúng. có đưa vào thực tiễn được hay không. Thì trong khi người ta phản bác mà mình đi lóc người ta thì thực ra những cái thành phần đó chỉ dân chủ cụi thôi, nó mới như thế thôi, đúng không? Chứ còn nếu mà để mà tranh luận bằng những cái điều gì nó thực tế và nó có thể áp dụng được cái thực tế ở ngoài xã hội, đúng không? Còn bây giờ đơn đơn cử như em nói, ví dụ bây giờ người dân Việt Nam mình tất cả dân trí mình đã đi lên thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì mình làm đi. Thì bây giờ mình chấp nhận mình sẽ không đi ra chợ mình mua, mình vào những cái nơi có uy tín, chẳng hạn như những cái cửa hàng của Vingroup hay những cửa hàng của Co.opmart hay những cửa hàng Co.op hay của Vinca gì. Thì mình đi vào đó mình mua đi, cộng thêm một chi phí cũng không có bao nhiêu. Em nói một hóa đơn 100 nghìn, bỏ thêm 10 nghìn tiền Bài thuế hành chính vô. là nó đúng ấy. Tức là hiện nay mình đã bỏ học phí là từ cấp 1, cấp 1, cấp 2 rồi. Tức là phổ thông cơ sở với phổ thông cái tiểu học và phổ thông cơ sở thì đã bỏ hai cái rồi. Thì như là cái trung học phổ thông ấy thì hình như chưa bỏ. Dạ, phổ thông trung học thì chưa bỏ anh. Đúng rồi. Còn Còn làm còn cái đấy. kia. Bây giờ mình đã phổ cập rồi, mình đang cái chương trình phổ cập thì mình bỏ thôi. Còn tại sao mà mọi người cứ kiểu đóng là nhiều khi đóng mấy cái tiền trường này, tiền bán trú này, nọ kia tất cả các thứ này, thì nó ngoài học phí ra. Cho nên là Dạ. mình Tại vì cái tiền đó là đúng cái không? tiền cơ Mình sở phải đóng. cơ sở vật chất của nhà trường đó họ thu để họ họ
họ trang trải là những cái chi phí của họ thôi. Không, đối với hữu hình như là hiện nay là tiểu học và cái trung học cơ sở là không thu học phí nhé. Còn mấy cái tiền kia bạn về xem lại, đó là cơ sở vật chất của trường hay là những tiền bán trú, tiền vệ sinh, nó có nhiều tiền linh tinh. Tiền khác, ví dụ như là bây giờ Dạ ví dụ đúng con rồi. mình đi học ở lớp 2 chẳng hạn là 1 tháng hơn 1 triệu đồng rồi, còn tiền ăn đi uống nọ kia, nhưng mà có con bạn Dạ xóm tiền ăn tiền uống thôi nhà chứ ấy chỉ còn đâu cho đi tiền học học. cũng nửa Dạ. buổi thôi, thì 1 tháng bà đóng hơn 100 ngàn, không biết hơn 100 ngàn thì mình cũng tìm hiểu nữa. Đấy. Thì nói chung là bây giờ nói chung là cái đất nước mình nó hiện nay ấy, đất nước đang phát triển nó còn rất cần gì, rất nhiều vốn để mà làm chuyện này chuyện khác nữa, cho nên là nhân dân mình nghĩ là cái học phí nó không đáng bao nhiêu cả, nhân dân thì cùng nhà nước nói chung là mình đóng góp thôi, sau này đất nước nó rất giàu lên thì là nói chung là sẽ được phi nhiều thứ thôi. Đấy, cho nên là cái con người Việt Nam mình ấy, thực tế anh nói với Dương tất cả mọi người cái gì muốn phi bây giờ, rồi là đi đường làm BOT thì cũng muốn phi, mà cứ đóng có 15 ngàn đồng, ví dụ xe ô tô đi qua cái cũng bắt đầu kêu ầm kêu ý rồi. Cho nên là mình phải nghĩ là thực tế ra là cũng chẳng ai cho không mình một cái gì cả, nói chung là đều là cái tiền túi của mình mà ra hết. Cho nên mình hiểu được những vấn đề như thế thì mình mới thông cảm cho cái chuyện mà đất nước cần phải thu những cái gì chẳng hạn. Đất Tại tại vì với là một cái nữa về bây giờ họ cũng đang thắc mắc là về vấn đề mình làm cái vấn đề giao thông. Tại sao cái đường cao tốc của mình và cao tiền hơn tiền cao tốc đường cao tốc phía bên Mỹ? bây giờ đây, thực tế là nếu mà ví dụ người ta đưa ra một cái câu hỏi như thế thì mình bây giờ mình nói ví dụ này, nó tùy từng những cái địa hình nọ kia tất cả cái thứ, cái đường cao tốc thì là ví dụ là người ta cũng xi măng cái nọ kia các thứ người ta cũng nhập, ví dụ hoặc là cái địa hình ấy anh nói với Dương nhé, hiện nay người ta đang làm cái đường cao tốc nối với Trung Lương với cái đường cao tốc mà thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đấy, thế đấy cái vùng qua Long An toàn vùng đất sình lầy đúng không, hầu như gần như là anh thấy là anh qua cái vùng Cần Giờ anh thấy là đường đi qua đấy mà toàn phải đóng cọc các thứ, nó đi lên đi 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 lên lên lên, 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 lên sông lên trên không ấy, nó gần như là một cái cầu cạn, cho nên là mà ở cái vùng đất sình lầy móng miếc tất cả các thứ nó rất là tốn kém đấy. Thì em mới nói anh là tại một cái câu hỏi, thực ra khi em nhắc lại câu hỏi này, em nói, mình phải tính đến cái thổ dưỡng của đất đai của cái nơi đó như thế nào, thì từ cái đó mới sinh ra chi phí. Còn cái cơ bản họ nói tại sao trong một thời gian ví dụ chẳng hạn 2 năm thì lại hỏng, thì tất cả những con đường làm trên cái địa hình mà gọi là Đúng. nó là chỉ sình lầy thôi, thì anh đảm bảo được cái độ bền hay không? Thì họ cũng phải có một cái thời gian họ chờ lún. Anh Trường thấy gần như đúng. anh đi đường miền Tây, anh những cái cầu mới xây, những cái móng họ luôn luôn họ để sao đoạn đường chờ lún, có nghĩa là họ tính một khoảng thời gian để cho cái độ lún đất xuống họ mới lại tiếp tục nữa đó. Nhưng mà nó lại không nghĩ ra điều đó, nó cứ xô bị là một địa hình Việt Nam với là cái địa chất đất của ở một cái nước khác, họ nói so sánh. Đó. Nhưng mà so sánh vậy thì nó phải tìm hiểu chứ. Đúng rồi, bây giờ mình nói chung về cái chuyện xã hội mọi kia tất cả các thứ thì bây giờ mình đã nói qua cái trường hợp mà kiểu bọn chúng nó cũng lúc nào cũng kêu gào á, là cũng 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 nói là cái chuyện mà trước kia Việt Nam ở chế độ ngụy Sài Gòn giàu lắm, rất là nhiều tiền lắm, bây giờ tức là coi như là coi như là sống rất là sung sướng, mà bây giờ coi như là chế độ cộng sản quản lý 43 năm rồi nhưng mà cuộc sống người dân quá khổ sở, coi sắp chết đói đến nơi rồi đấy. Thế là mình chuyển cái đề tài mình nói cho nó vui em vui. em em nói á, nếu nói về cái thời điểm đó đó, ở thời điểm đó chỉ có ở khu thành thị mới có được hưởng thế thôi, còn ở nông thôn khổ như là gì. Bây giờ thì mình chỉ cần lấy một cái ví dụ như như này này, bây giờ ví dụ mỗi năm nhé mình xuất khẩu được 7,5 triệu tấn gạo đúng không, mà trong khi đó là cái ngày hồi cái thời gian Việt Nam Cộng Hòa tính mình tức là tính từ năm 1954 cho đến năm 1975 tức là gần 20 năm, chỉ có một năm duy nhất
xuất khẩu được hình như 400.000 tấn gạo. Đấy. Cho nên là mình mới nói này, cái năng suất lúa, cái thời gian ví dụ như là thời gian mà tức giải phóng xong rồi ấy, thì tức là thì năng suất lúa nó gần như ấy rồi, cái thời gian mà sau năm 7 năm một tí, thì anh thấy là năng suất lúa ở trong này này trên như chỉ có cái kiểu chưa đến 1 tấn một hecta đấy. Ngoài ngoài miền Bắc là Thái Bình có 5 tấn thóc, để góp phần Trung Mỹ ấy, là Thái Bình là cái tỉnh đầu tiên đạt 5 tấn thóc một hecta trong một năm. Bây giờ các bạn xem năng suất lúa nhé, gần 20 triệu tấn một hecta, gần 20 tấn một hecta, chứ cái năng suất lúa nó tăng lên, tất cả các thứ nó tăng lên. Đấy, bây giờ mình nói về cái vấn đề vĩ mô một tí, tức năm 1974 đúng không, tức mình chỉ hiện nay mình chỉ nói về vấn đề cái GDP, về vấn đề cái nội lực lực của Việt Nam Cộng Hòa thôi. Xong lát nữa mình nói về cái vấn đề Mỹ viện trợ, thì là GDP của Việt Nam Cộng Hòa nhé cỡ khoảng xấp xỉ 400 triệu đô la đấy, mà chia một bình quân nhé, cỡ khoảng độ 8 triệu dân hồi đó ở Việt Nam Cộng Hòa, tức là quản lý ở cái vùng Việt Nam Cộng Hòa quản lý ấy. Chứ còn những vùng giải phóng thì là mình không tính, thì tính bình quân đầu người ra mới là được 54 US trên một người, đúng không? Bình quân đầu người có được 54 US, chứ năm 1974 thì khi quy ra 2010, cái US cái hồi đó nó giá trị hơn, thì quy ra 2010 thì nó được cứ khoảng 150 US trên một đô la đấy. Thì bây giờ ví dụ như các bạn bảo là coi như Việt Nam Cộng Hòa ấy, đấy cái hồi giàu lắm đấy, mình nói có nội lực đất nước giàu hay không đầu tiên phải nhờ vào cái nội lực đã đấy, bảo là đứng thứ hai thứ ba gì đấy, nhưng mà nói chung mình chỉ cần so sánh với Campuchia thôi. Campuchia hồi đấy ấy, Việt Nam Cộng Hòa nó có 54 mà Campuchia người ta 77 đó, 77 thì đấy là tức là thua cả cả Campuchia nữa đấy. Mà nói chung là hơn được Sri Lanka, Ấn Độ rồi là hơn được Bangladesh này. Đấy, mấy 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 nước nghèo ở cái vùng miền Trung Á hơn hơn được đấy thôi. Chứ còn bây giờ nhé, mình mới nói thêm một tí nữa, tức là mỗi năm nhé, tức là Mỹ nó viện trợ cho dân đấy, đấy là 1 tỷ đô la đúng không, 1 tỷ đô la thì chia cho 8 triệu người thì mỗi người được 125 đô la, còn gấp hơn là cái số GDP, cái nghĩa được 54 thôi đúng không, bên này đã được một trăm hai Dạ năm đúng rồi rồi. đấy, là viện trợ cho dân không ấy. Còn viện trợ cho cái mà ví dụ như cái ông mà quan chức này, quân đội này, thêm 1 tỷ đô la nữa đúng không, đấy là riêng trả lương ấy cho các ông quan chức và quân đội 1 tỷ đô la nữa, thì bắt đầu nó chia ra thì nó cũng được rất là nhiều. Vì quan chức quân đội cho nên là một ông thiếu úy chẳng hạn, là trung úy, ông đi lính ông nuôi được cả vợ con bà con cô bác nuôi được hết đấy. Dạ đúng rồi anh. Đấy. Ngoài ra nữa bây giờ mình đã nói luôn nhé, bây giờ ví dụ 500.000 quân Mỹ và quân Chư Hầu sang đây chiến đấu ở Việt Nam thì mình tính bình quân cho mỗi ông coi như được trả 800 đô la. Cái thời điểm bây giờ 500.000 nhân với 8 là 4 tỷ đô la đúng không, 4 tỷ đô la thì hồi đấy là chúng nó tiêu ở đây hết thì đúng không, thêm 4 tỷ đô la, mà 4 tỷ đô la thời đại gian đó là cực kỳ lớn rồi đúng không, 4 tỷ đô la dồn vào ở phía bên này. Còn ngoài ra nữa đấy 4 tỷ cái chi phí phí về chiến tranh nhé, đúng không, đấy là mình mới tính còn phí chi phí chiến tranh mỗi năm nhé là mấy chục tỷ đô la, mà có những năm cao nhất lên đến 28 tỷ đô la một năm, tức về cái súng đạn là nọ kia các thứ. Thì hôm qua mình có xem ấy, tức riêng cái vỏ đạn nhé mà để cho chính quyền Sài Gòn ấy, mà để sản xuất ra tức là lập cái nhà máy dập về đồng 7 nhà máy đấy, còn về những xe tăng thiết giáp rồi cái gì bằng sắt thép thì khoảng 5 nhà máy dập sắt thép đấy. Đấy. Đúng một con số rất là kinh khủng. Còn Đúng lại rồi. mình nói cái nội lực kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa có phải là chính quyền Sài Gòn quản lý được hết không, 75% là do bọn Hoa Kiều nó kiểm soát nền kinh tế đấy. Dạ. Cho nên là Đâu các ông các cứ bảo là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa giàu, cho nên biết nó rút rút hợp pháp là Việt Nam Cộng Hòa từ chết ngay từ lúa gạo nè, đấy. từ lúa gạo nè cho đến những cái nhu yếu phẩm nè, rồi kể cả cái ngành mà cái ngành sắt thép, cái ngành đó giống như là gọi là nhôm nhựa phế liệu đó,
là cũng toàn là người qua ba Được. cái ngành đó, là những cái ngành là hái ra tiền thời đó, người qua nắm hết. Hôm qua anh còn nhớ một cái ông ở bên phía Bắc Bè, ông nói như thế này: coi như Việt Nam Cộng hòa hồi nó có gốm này, cái gốm này là kêu nhà máy rèn này, rồi hãng sơn này nọ kia, chứ mình mới bẻ cái ông ấy. Mà cái đấy là bên 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 bọn Ba Tàu có quản lý hết đấy ông ạ, nghe chưa? Dạ, Đấy. cái đó thì Ba Tàu quản hết Sơn Đông Á rồi hãng dệt. Đấy, mấy anh dệt may đấy. Dạ. Dương sang nhà Đấy. Dương, anh Dương biết rồi, Dương biết cái khu nhà anh là vừa nãy Dương nói về cái ông gì là giàu mà ở Ba Tàu. Hứa Bổn Hòa rồi chú Quả. Khu nhà anh là khu của ông Hứa Cứu Hòa. À, Hứa Đấy. Bổn Hòa. Tức là toàn người Tàu không thôi. Tức Dạ là đúng trước rồi. kia những cái người Tàu người ta ở trên, bây giờ ví dụ giải phóng xong 1975 thì những người Tàu ấy người ta vẫn cứ thuê, tức là nhà nước cho thuê mà. Cho tức là vẫn cứ kiểu thuê, nhưng mà sau này có hóa giá thành là chủ quyền tư nhân, nhưng hóa giá Dạ thì chú. em biết nó chả đáng bao nhiêu cả. Đấy. Chính Dạ cái đúng nhà rồi. anh mua là mua của cái gia đình người Tàu, tất cả cái chỗ cái đường của nhà anh ấy là ngày xưa là của ông Cứu Hỏa đấy, anh nói em Dạ. đấy, Đúng đúng, toàn bộ đúng là rồi. của ông Cứu Cứu Hỏa ấy. Sau này cuối cùng những người ba người, người dân Tàu người ta cứ bán dần, thì tất nhiên anh ở đây này, những người toàn cũng còn đông người Hoa. Cho nên là thực tế ra là mình qua đây ví dụ mình nói như thế và mình chứng minh cho mấy cái ông Việt Nam Cộng Hòa là ông thấy là bây giờ ví dụ ngày xưa các ông ở những cái khu không đi lính nha, ông được nhiều tiền, ông nuôi vợ con, ông có xe hơi, ông có nhà to cửa rộng nha, là do tiền của Mỹ hết đúng không, chứ còn nội lực của Việt Nam Cộng Hòa thì không không có một cái gì hết đấy. Đấy, thành cùng là bây giờ này di chứng chiến tranh của các ông, cái thành phố Hồ Chí Minh này hiện nay vẫn chưa khắc phục xong đâu các ông ạ. Đấy, cái khu Mã Lạng đấy hiện nay cứ vẫn cứ còn trong khu nhà lụp sụp đấy. Em sang cái khu nhà anh ấy, em biết rồi, cái đường Cam Mét nhé, cái góc đường Cam Mét này, Nguyễn Thái Bình này, Phó Đức Chính này, đúng không, Nguyễn Công Trứ này, cái ô đấy Dạ rồi chị em Nhi. ở ngoài mặt tiền thì trông đẹp đẹp ấy, nhưng mà trong cái hẻm ấy, hai xe dắt nhau không được, bên trong cái tòa nhà ổ chuột đấy là Ấu chuột không? di chứng của ai, là của mấy ông Việt Nam Cộng Hòa đấy. Hiện nay Việt Nam vẫn chưa chưa khắc phục được hết đấy. Bây giờ muốn giải phóng được cái khu anh nói gọi là khu ổ chuột ấy, Rất khó. rất Rất khó khăn, khó. tiền đâu đền bù Rất ở ở, khó. ở cái khu quận nhất đúng không, đấy, cũng cực kỳ khó Những khăn. Cho người mà có nghĩa là những người ta ý thức còn chưa nói, còn những người gọi là coi họ ở lì luôn, không làm gì được họ. đúng rồi, anh nói Bình Dương nhưng bây giờ này cứ nói mình là nó lây một tí nữa. Ngày xưa gọi là mình quy hoạch nó không tốt, cũng từ Việt Nam Cộng Hòa cũng trở lại cái đời mà chính quyền mình. Bây giờ thì ví dụ nó làm cái, em biết cái đường, cái đoạn đường mà làm từ cái mũi tàu đường Trường Chinh ấy mà nó qua đường Tân Quý, Quý nối cái đường gì nó to to nhỉ, có cái đường gì to là người ta lớn À, đường xuyên Á. không, không tức là đường từ mũi tàu Trường Chinh ấy xong đi dọc của Tân Quý, Tân Quý đấy có một tí thôi. À, đường Võ Trọng Tấn, Võ Trọng À Tấn. đúng rồi, nối của Lê À, Trọng Tấn, Lê Trọng Tấn, Lê Trọng Tấn. ở Lê Trọng Tấn chưa được 1 km đấy, mà cái tiền đền bù giải tỏa nhá, anh mới đọc một cái bản, tức là 90% là tiền đền bù giải tỏa, còn có 10% tiền làm đường thôi đấy, thành phố mình đang làm đường đấy. Cho nên cái tiền, Dạ. nói chung là những cái di chứng người ta để lại bây giờ nó rất ác ôn và nó rất là mệt mỏi đấy. Bây giờ muốn làm mở rộng đường các thứ là nó rất là khổ. Tất cả mọi cái đều phải có tiền hết. Đúng rồi. Dạ. Nên ở đây để em trả lời cho bạn bạn Nguyễn, cái dự án đường metro của thành phố Hồ Chí Minh nó hiện tại là đang chậm tiến độ bạn Vũ ơi, do là không giải ngân được cái vốn ODA từ ODA của Nhật Nhật. Bản. Nên cái vấn đề này họ chỉ tập trung cái nhà thầu chính là đang khoan cái đường hầm từ cái cảng Ba Son về Bến Thành, đã khoan xong một cái đường đi rồi, đang khoan một cái đường về, tại nó là hai chiều. Nên họ là khoan cái đó là trong vòng 6 tháng mới xong một đường. Tại vì một ngày họ khoan chỉ được có chỉ có một ngày khoan được chỉ có mấy mét thôi. Nên là bây giờ họ chỉ tập trung họ làm cái đó trước rồi xong xuôi họ mới bắt đầu trải dài trên tuyến đường. Cái khối lượng công trình hình như đạt đến khoảng là 60 hay 70% gì khối lượng công trình bằng. Đúng rồi, cái công trình ấy cũng được, cũng phải còn mấy năm nữa. Bây giờ nói chung Dạ đúng là muốn làm được một cái công trình ở ở trung tâm
thì cực kỳ khổ sở đấy. Coi như người ta viết đường viết tung rồi, đi xe này, cái thành phố Hồ Chí Minh này, cái đoạn đấy nó đã chật sội rồi, bây giờ người ta sắn đường rồi hàng kia để người ta Dạ quan người ta làm, thì nói chung là nó rất là vất vả rồi. ok anh. Hình như Dạ rồi Nhã Nam anh muốn Hoàng, lên có hoặc là chuyện Thái gì Bình Dương chị... muốn lên đây. Dạ dạ Ừ, anh. rồi ok nhá. Rồi để anh đi kiểu là thôi, cũng có vui văn nghệ một tí để cho đỡ buồn ngủ mà. Dạ rồi Hôm nay cảm ơn thấy ba que bốn que mà chờ chả thấy đâu cả. Tiếc quá hôm qua chị mà Tô Minh Nguyễn vào mà không mời được Tô Minh Nguyễn lên. Rồi. Tôi anh xuống dạ đi. Để xem dạ rồi. anh chị nào lên thì lên. Thì muốn lên thì em cho lên, hoặc là xem kêu gọi ba que bốn que vào để nói chuyện cho sung túc Nè. đêm hôm rồi. À, đang làm rồi bạn Vũ, đang làm từ Suối Tiên, và khi xong cái dự án này rồi đó, còn họ đang làm tới 4 cái tuyến metro lận bạn Vũ. Đông Tây Nam Bắc đều làm hết 4 tuyến metro. Có nghĩa là tuyến metro từ Suối Tiên về thành phố Hồ Chí Minh, về chợ Bến Thành, rồi từ Bến Thành đi lên hướng sân bay Tân Sơn Nhất. Đúng rồi, đúng rồi. Họ đang khoan trong lòng đất á, mà cái đó là tập đoàn của Nhật.